Dạ, một em nồi điện ha, Yuzuru con voi. Dạ, nó có 4 mức độ nấu, hoặc là chuyển qua mình nấu, mình dò theo nhiệt độ. Dạ, đây em nấu tốt rồi ha. Cái này nấu lẩu ngon lắm á. Dạ, lòng cũng khá sâu, mà trong khi đó là đường kính lớn ha. Điện zin 100V, dây nguồn đồ này nọ zin, đẹp kê. Này yếu nhất, dạ, trung mạnh 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 nhất, trung bình yếu. Dạ, nếu mà ngắt cái này, cắt cái này thì chuyển qua nấu cái này. Này là theo kiểu nhiệt độ, xài cho nồi gốm bên này luôn. Nồi gốm rồi tắt. Rồi, em cảm ơn các bác xô đây đã.